Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh mình nha bạn ơi. Thì là hôm nay mình với chú Bảy mình đi kéo côn. Năm nào là có kéo côn là mình cũng kéo các bạn. Thì là chú Bảy mình đang dưới là chuẩn bị gấp côn nhưng mà trời mưa lớn rồi. Cho bạn coi nè. Mình không biết mình có quay được cho bạn coi không nữa. Thì mưa lớn quá. Cái quay mình này nó không có chống nước. Thì nếu mà quay được á thì các bạn có xem á thì các bạn nhớ cho kênh mình một like nha, một đăng ký, một chia sẻ để cho mình có động lực giao đeo theo á. Thì nếu quay được thì mình quay, mà quay không được thì chắc mình không có quay cho bạn coi được. Nếu được á thì mình sẽ đăng clip lên cho bạn coi nha. Bây giờ là mình chờ tí coi trời có bớt mưa không. Còn nếu bớt mưa thì mình sẽ quay cho bạn coi. Bây giờ là cho bạn mình gấp côn cái. Quá trời mưa luôn các bạn ơi. Thì chú Bảy mình đang gáp côn, cái côn mà thường nó gọi là côn tự chế của dân miền Tây á các bạn. Thì chú Bảy mình đang gáp luôn, mưa lớn quá. Mình sẽ cố gắng mình quay clip cho bạn coi nha. Thì các bạn ơi, thì mình ngồi mình đợi, giờ thì trời cũng hết mưa rồi. Lội ra ruộng để mình chuẩn bị nha. Mình chú Bảy mình lấy côn nha. Bạn ơi nhìn sau lưng mình đi. Trời nó hết mưa rồi đó. Mình ra chú Bảy mình, chú Bảy mình ngồi ở ngoài kia. Rồi chú Bảy mình xuống đẩy luôn bạn ơi. Mình chú Bảy mình sẽ lại chú Bảy mình. Mình sẽ đi nha. Tại nãy mà trời mưa lớn quá. Nếu mà mình đi á thì máy quay mình sẽ bị ướt. Còn bây giờ thì mưa còn lâm râm thôi. Mình sẽ đi được. Mình sẽ quay được cho các bạn coi. Thì nước mùa này nó ta chụp các bạn. Thì nên dễ đi hơn. Lúc mà mình kéo côn bằng tay người ta chưa chụp. Thì nó đất nó còn hơi mềm. Kéo vào đây con dựng con cha. Mình sẽ dựng mấy cây lại cho người ta. Không người ta la chết. Chạy luôn hả? Đó, đường con các bạn. Đó, rất ngon. Cá lóc này mình về mình nấu canh chua, cá lóc chiên, cá lóc kho. Cá lóc nồng rất là ngọt. Ok bây, nó trong cục đó đấy. Let's go. Hết mưa luôn bạn ơi. Nắng ấm luôn rồi. Đó, bầu trời nắng ấm luôn rồi. Cho mình đi quay cho dễ cho bạn coi. Đây cho cá lóc bạn. Dính này. Đó, một con nữa. Ồ. Cái gì á? Nó không dính liên tục nhưng mà dính con nào thấy cũng xứng đáng con đó các bạn. Con này chắc có 2 lạng mà, 2 lạng rưỡi. Cái này cá lóc ba quá. Hết chạy nè cô. Cái gì là, cái gì là quan trọng vậy? Trời bạn ơi. Trời ơi trời cũng ngon quá nè. U. Nhức nách à. Nước đục quá, chắc các bạn không thấy nó chuối đâu. Nó rồi, cá lóc nè, chạy kìa. Dính này rồi con, hết chịu thoát rồi. Cái hả, mà dính chưa? Dính rồi. Phải là... Cái gì vậy? Cá lóc bạn ơi. Quá bự rồi. Mình quay bài dịch cho coi, mà chú Bảy mình bắt dính luôn rồi. Bạn ơi. Dính cái bự mà chú Bảy mình không la bạn. Cá lóc nha bạn. Ôi gỗ này ngon trời, cá lóc không trời. Kiếm con cá bự chàng nãy coi. Trời. Bạn ơi, thời tới rồi. Dính cá lóc bự cái hên cái gì cũng hên nha bạn. Cá bay ra mày mà chú Bảy còn chụp dính nữa.
Lúc nó hên là gì cũng hên nha. Các bạn, tại xe của mình chiếc cái máy để dưới các bạn. Mẹ dưới kia luôn á, cuối cùng luôn á. Bạn ơi cái đó. Mày chạy đâu? Mình dưới cái đó bự hết mệt luôn bạn. Nó đó. Bự không? Bự mà, con này chắc bự mà. Mình nghĩ quay chỗ khác rồi, hồi nãy mình quay chỗ khác. Đây, vừa. Thôi lên đây có lý quá ta. Hết mệt luôn mà, khỏe luôn. Nãy giờ mình chưa uống nước luôn á. Để nó không khác. Ôi trời, con cá. Cái này luôn. Cái nào? Ủa vậy? Ôi bà ơi, cá bự chuối. Vô. Sao? Bà ơi. Cao cao lên. Bữa nay đúng là số hưởng của chú cháu mình rồi. Cá gì mà tưởng chạy mất không đó các bạn. Mà dây còn vô. Dính mày rồi con. Thiệt. Đường này không dính. Ôi nôm cao thủ nôm cá đấy bằng xuồng mà. Cá rồi. Cái mà đợi mình lại bạn ơi. Ô. Quá đã. Đường nào cũng có. Chú bảy mình cũng đang xuống. Thì các bạn ơi, rất là mệt. Mình thở là muốn không nổi đó. Thì chú bảy mình sẽ đẩy lại đằng chỗ mà lúc đầu mà mình kéo xuồng qua đó. Để mình kéo xuồng phụ chú bảy mình xuống. Rồi hai chú cháu mình sẽ về. Kìa. Đây các bạn, cái máy nha. Hồi nãy mưa. Để máy đây. Mở ra rồi mình kéo phụ chú bảy mình xuống dưới. Chứ giờ hai cháu gã người chứ này. Mệt không chú bảy? Đúng rồi mà. Có nhầm người gấp cơm là nó cong hiểu hiểu khi mình cái cung nha. Mà chú bảy mình gấp cơm hay ngay. Đổ cá cho bạn coi. Cái thao kia, cái thao hồi xưa coi có chỗ bảy đổ ở đâu. Bạn ơi, mình về tới nhà bạn ơi. Ồ, nhức ghê luôn trời, nhức bây giờ. Cái thao bự đổ mới vừa các bạn. Quá trời nhiều.
Giờ đổ cho bạn coi lát mắt luôn. Còn cái gô nghe bạn, à, tính cái lắp tiếp đi. 4kg rồi. Bạn ơi, nè bạn, ngày hôm nay nha, thì có con cá rất là to, tiêu rồi đó. Chưa ra. Cá to chưa ra bạn. Đây, con cá bạn thấy không, cá này lớp nhất nè, nó bự gì nè. Các bạn theo dõi video thấy hay á, nhớ cho kênh mình một like, một đăng ký nha. Đó, thì giờ là mình thì chú mình sẽ kết thúc. Ủa, có cái gò à? Dưới kia, kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video còn tới nha. Quá trời cá. Nói có cái gì đó kìa. Cái gì? Có cái gì đó. Không có nhiều mà.